Mệnh đề tính từ giới hạn và không giới hạn. Ta có câu: ông ấy là người đưa tôi về nhà đêm qua. He's the one who took me home last night. Hoặc he's the one that took me home last night. Who took me home last night là mệnh đề tính từ có giới hạn, defining clause hay restrictive clause. Đây là mệnh đề cần phải có để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó. Tháp Eiffel, nơi được thăm nhiều nhất ở Paris, được xây vào năm 1889. The Eiffel Tower, which is the most visited place in Paris, was built in 1889. Michael Jackson, ông vua của nhạc pop, đã qua đời. Michael Jackson, who is the king of pop, has passed away. Chú ý, hai mệnh đề, which is the most visited place in Paris, và who is the king of pop, là mệnh đề tính từ không giới hạn, non-defining clause hay non-restrictive clause. Trong văn viết, chúng đứng sau dấu phẩy. Dạng mệnh đề này có thể có hoặc không cần thiết, vì danh từ đứng trước, The Eiffel Tower hay Michael Jackson đã rõ ràng, cụ thể. Who ta dùng cho người, which ta dùng cho vật, không dùng that. Bài tập. David, em trai tôi sống ở Úc, là một nha sĩ. My brother Davis, who lives in Australia, is a dentist. My brother Davis, who lives in Australia, is a dentist. Chúng tôi đã ở khách sạn Rex, khách sạn mà anh đã giới thiệu. We stay at the Rex Hotel, which you recommended. We stayed at the Rex Hotel, which you recommended. Không nói, that you recommended. Recommend là giới thiệu cái gì đó. Introduce someone to someone else có nghĩa là giới thiệu ai cho một người nào khác. Đây là Jimmy, bạn tôi, người lâu lắm rồi tôi không gặp. He's my friend Jimmy, who I haven't met for a long time. He's my friend Jimmy, who I haven't met for a long time. Tôi có một người bạn thân tên Alex, biết nói 3 thứ tiếng. I have a close friend Alex, who can speak 3 languages. I have a close friend, Alex, who can speak 3 languages. Cô ấy đang kể cho tôi nghe về công việc mới của mình, công việc mà cô ấy rất yêu thích. She's telling me about her new job, which she likes very much.
She's telling me about her new job, which she likes very much. Không nói, that she likes very much. Helen ở nhà kế bên là một người hàng xóm thân thiện. Helen, who lives next door, is a friendly neighbor. Helen, who lives next door, is a friendly neighbor. Tôi thường đi thăm chị tôi ở Hilton, một nơi cách đây không xa lắm. I often go to visit my sister in Hilton, which is not very far away. I often go to visit my sister in Hilton, which is not very far away. John, người tôi đã quen lâu nay, là một trong những người bạn thân. John, who I've known for a long time, is one of my close friends. John, who I've known for a long time, is one of my close friends. Nhà hàng Flamingo phục vụ các món hải sản mở cửa cách đây chỉ vài tuần. The Flamenco restaurant, which serves seafood, opened just a few weeks ago. The Flamenco restaurant, which serves seafood, opened just a few weeks ago. Cần Thơ, thành phố lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, nằm cách Sài Gòn khoảng 200 km. Cần Thơ, which is the largest city in Mekong River Delta, is about 200 kilometers from Saigon. Cần Thơ, which is the largest city in Mekong River Delta, is about 200 kilometers from Saigon. Delta.